Cài đặt ví Algorand Wallet trên trường duyệt web. Truy cập địa chỉ wallet.myalgo.com. Ô thứ nhất, đặt mật khẩu. Ô thứ hai, xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Chọn Continue. Chọn vào New Account. Chọn Continue. Chọn vào Show On. Quý vị phải sao chép lại cái dãy 25 ký tự này và tuyệt đối phải giữ bí mật. Đây là cái dãy ký tự để khôi phục lại ví khi quý vị mất ví hoặc thay đổi thiết bị. Sau khi đã sao chép 25 ký tự, chọn vào Continue. Xác nhận cái dãy ký tự này. Ví dụ ở đây là số 1. Số 1. Số 3. Số 3. Số 25. Thứ tự 25. 25 là upper. Thứ tự số 2. Echo. Rồi. Đặt tên cho ví. Chọn vào Create Account. Nhập lại mật khẩu mà quý vị vừa đặt ở cái bước trước. Gọi Create. Quý vị có thể lưu mật khẩu hoặc không lưu. Quý vị sẽ thấy địa chỉ ví được hiển thị ở phía bên trên. Quý vị có thể copy hoặc chọn vào mã QR code. Ở đây tôi sẽ chọn vào cái menu. Chọn Wallet. Để chuyển coin từ các sàn về, quý vị chỉ việc copy địa chỉ và gửi như bình thường. Ví dụ ở đây tôi sử dụng cái sàn KuCoin. Tôi sẽ vào ví và tài khoản chính. Ô tìm kiếm tôi sẽ chọn vào nhập là Go. Chọn vào Root. Quý vị chỉ việc dán cái địa chỉ vừa copy từ cái ví Algorand Wallet vào. Ô mạng lưới ở đây nó chỉ có một cái mạng lưới là Algorand thôi. Quý vị chọn luôn cái mạng lưới Algorand. Nhập số lượng và xác nhận. Rồi quý vị cứ rút như bình thường. Phí rút trên cái sàn KuCoin là 0,1 ongo. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.